Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin tối ngày Quốc khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Mặc dù 74 năm đã trôi qua kể từ khi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, nhưng khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường vẫn luôn cháy bỏng trong mỗi người dân Việt Nam. Ai Cập ra mắt cuốn sách 55 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ai Cập, trong đó tác giả dành nhiều tình cảm ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sapa tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc Khánh, trong đó đáng chú ý có lễ hội đua ngựa và pháo hoa. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 2 tháng 9, là ngày Quốc khánh của dân tộc Việt Nam. Ngày này cách đây 74 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do của Việt Nam. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn cùng quý vị một lần nữa sống lại không khí của thời khắc lịch sử ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình vào mùa thu năm 1945. Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Vào ngày này cách đây đúng 74 năm, trước hơn 50 vạn người dân tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với nhân dân Việt Nam và toàn thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử là ngày chấm dứt chế độ phong kiến ở nước ta sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân phát xít. Người Việt Nam ngẩng cao đầu, tự hào trở thành công dân của một nước độc lập, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. 74 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn giúp toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày lễ độc lập, xây dựng Việt Nam hùng cường, phát triển đi lên. Vâng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, cũng là lúc khát vọng về độc lập tự do, về quyền tự quyết của dân tộc và quyền mưu cầu hạnh phúc đã vang lên từ trái tim của mỗi người dân nước Việt. Và ngày hôm nay, phát huy tinh thần ấy, tiếp bước những thế hệ cha anh đi trước, toàn dân tộc Việt Nam vẫn đang cháy bỏng khát vọng về một Việt Nam hùng cường và vững bước tiến tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc bạn bè Nam Châu, như mong ước lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không thể không tự hào khi những năm qua, Việt Nam đã trở thành điểm đến của những sự kiện tầm cỡ quốc tế. Và hình ảnh các nhà lãnh đạo nước ngoài thoải mái đi dạo, chạy bộ hay uống cà phê trên các con phố ở Việt Nam đã được truyền đi khắp thế giới như minh chứng tiêu biểu về một Việt Nam đầy sức hút, năng động và an toàn. Từ không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam giờ đã là một đối tác tin cậy với các quốc gia tổ chức lớn nhất toàn cầu, đóng góp thiết thực vào các vấn đề quan trọng của thế giới, đảm bảo hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Việt Nam, an ninh, an toàn và ổn định chính trị đã khiến Việt Nam trở thành điểm đến của các nhà đầu tư. Và yếu tố này đang có tác động rất lớn và tích cực tới sự phát triển của đất nước. Và người dân Việt Nam nên trân trọng giá trị của đất nước mình đang có. Từ một đất nước bước ra từ đổ nát của chiến tranh, Việt Nam nay đã gia nhập các quốc gia có thu nhập trung bình, với tăng trưởng GDP luôn ở top nhanh nhất thế giới nhiều năm qua. Đi cùng với thành tích kinh tế, Việt Nam cũng đã hoàn thành sớm nhiều mục tiêu thiên niên kỷ và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững để mọi người dân đều được hưởng lợi với chính sách phát triển bao trùm. Những kết quả mà Việt Nam đạt được trong phát triển toàn diện con người gần đây là rất đáng tự hào. Nếu nhìn vào bảng chỉ số phát triển con người HDI, thì Việt Nam ngày nay đã thuộc nhóm có chỉ số phát triển con người cao trên thế giới. Để hiện thực hóa được tầm nhìn 2030 của Việt Nam,
hướng tới một xã hội khá giả, thịnh vượng và hướng tới tầm nhìn 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Việt Nam phải trở thành một quốc gia gia nhập nhóm nước có thu nhập cao, nơi người dân có cuộc sống hạnh phúc, an toàn. Chưa bao giờ Việt Nam lại cần đến một khát vọng và ý chí lớn như bây giờ. Một khát vọng đưa đất nước tới thịnh vượng, hùng cường cần được lan tỏa và thôi thúc tới từng người con đất Việt. Tất cả các người lãnh đạo đều phải thấm nhuần được cái khát vọng này và truyền từ đó truyền tải về cái khát vọng đấy cho từng tổ chức, từng cá nhân, từng đơn vị. Chỉ khi nào anh thấm nhuần được cái khát vọng này để phát triển thì lúc đó anh mới suy nghĩ là phải tìm những lối thoát, những cách làm mới và tìm kiếm động lực để thúc đẩy. Chúng tôi cũng hình dung được trách nhiệm của thế hệ trẻ với cái vận mệnh mới của dân tộc. Chúng ta cho dù ở bất kỳ vị trí, vai trò nào, hãy cố gắng cống hiến hết sức mình bằng những hành động cụ thể và thiết thực nhất trong những ngày rất đặc biệt này. Là một người trẻ, có những lúc tôi cảm thấy có những cái cảm xúc khi được nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, khi được nghe thấy những giai điệu quốc ca vang lên đâu đó. Nó có một cái cảm xúc gì đấy nghẹn ngào trong cơ thể của con người tôi. Có được điều đó chính là vì cái niềm tự hào về lịch sử dân tộc Việt Nam, về những gì chúng tôi đã được đọc, được học, được chứng kiến, được kể lại. Cũng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong không khí long trọng tuyên bố nền độc lập tại thủ đô Hà Nội, một buổi lễ tương tự cũng được tổ chức tại Sài Gòn Gia Định. Hàng chục vạn người tại thành phố và các tỉnh lân cận Sài Gòn đã tề tựu tại quảng trường Norodom, hay còn gọi là quảng trường 30 tháng 4, để hòa chung vào buổi lễ thiêng liêng của cả dân tộc. Điều đặc biệt là người dân Sài Gòn Gia Định ngay thời điểm đó đã thể hiện lời thề độc lập của mình bằng những hành động rất cụ thể. Năm nay đã gần 90 tuổi, nhưng ông Nguyễn Trọng Suất, nguyên phó ban tuyên huấn của ủy Sài Gòn Gia Định, vẫn nhớ như in không khí ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Sài Gòn. Lúc ấy, cậu thiếu niên Nguyễn Trọng Suất chỉ mới 14 tuổi, nhưng đã cảm nhận được sự xúc động khi lần đầu tiên chính quyền về tay nhân dân, mỗi người được làm chủ vận mệnh của mình. Một biển người chưa từng thấy đã tập hợp một cách trật tự theo các đoàn thể. Cờ dập trời và khẩu hiệu răng đầy các con đường lớn, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm, đà đảo thực dân Pháp, độc lập hay là chết. Khán đài thì đặt ở tại trước công ty răng công phía bên kia. Ngay ở kia. Quần chúng thì đứng dài theo hai bên lề đông đặc người. Có thể nói rằng là một cái không khí rất là trật tự, lắng nghe cái làn sóng ở đài Bạch Mai nhưng mà không được. Vì không bắt được cái làn sóng của đài Bạch Mai, cho nên là đồng chí bí thư của xứ ủy lúc đó lên phát biểu. Không khí lúc đó là rất hồ hởi. Cái không khí của một cái khối lượng người từ nô lệ trở thành người chủ, nó đặc biệt lắm. Thế nhưng, khi hàng vạn đồng bào đang diễu hành qua lễ đài, thì những thành phần quá khích người Pháp đã đứng trên lầu của tòa nhà công ty Giang Công, bắn súng trường vào đoàn biểu tình, gây hỗn loạn thành phố và tạo cớ để quân Anh nhảy vào lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Nó thì cứ tưởng là nó bắn như vậy là mình sẽ trở thành ra một cái đám là hỗn loạn, để nó lấy cái cớ mình không giữ được trật tự thì quân Anh nó sẽ chiếm luôn thành phố để mà là lật đổ cái chính quyền cách mạng. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái đội ngũ, anh em vẫn lướt qua và anh em lên bắt sống được cả trăm thằng đó chứ không phải ít đâu. 47 người đã hy sinh cái thân mình để mà trả lời cho những cái bọn quá khích và cả cái lực lượng âm mưu xâm lược đó. Cái hành động quá khích của các cái lực lượng Pháp lúc đó vô hình chung lại làm cho những người Sài Gòn bộc lộ được cái bộc trực của mình. Người Sài Gòn, người Nam Bộ trở thành những người đầu tiên thực hiện lời thề độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói ở Hà Nội. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Cái lời thề độc lập nó thiêng liêng là chính là chỗ vì nó khẳng định cái ý chí của dân tộc
mà trong mỗi người nó trở thành ra cái tự nguyện và đồng thời một cái tinh thần xả thân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, nhân dân làm. Thủ đô Hà Nội nói, Sài Gòn như thế này, cách hàng nghìn cây số, làm ngay. Tinh thần đó là cái mà chúng ta muốn truyền lại, muốn truyền lại cho mọi người, các thế hệ sau. Hãy biết đấy, hãy phát huy cái đó, hãy đi theo con đường đó, giữ lấy cái tinh thần đó. Với tình cảm yêu mến Việt Nam và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn phó tổng biên tập của báo Amessa, một trong những tờ báo uy tín hàng đầu của Ai Cập, đã viết nên một cuốn sách bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập mang tên 55 năm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ai Cập. Trong đó, tác giả dành một chương lớn viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của người. Cuốn sách dài hơn 200 trang với nội dung phong phú, trong đó có nhiều bài viết nổi bật với cảm xúc và sự ngưỡng mộ của các nhà ngoại giao, các học giả, nhà văn và nghệ sĩ của Ai Cập về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đặc biệt là bài viết của tiến sĩ Mona Gamma Abdel Nasser, con gái của cố tổng thống Ai Cập Gamma Abdel Nasser, về tình bạn thân thiết giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Gamma, vốn đặt nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị song phương phát triển tốt đẹp cho đến tận ngày nay. Ngoài ra, cuốn sách cũng nêu bật những mốc son trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực trong hơn 55 năm qua và nhiều bài viết về kinh tế biển Việt Nam cùng những thành quả của công cuộc đổi mới, nêu bật vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Sau khi được phát hành, cuốn sách được tóm lược thành 4 trang bằng tiếng Ả Rập trên tạp chí chuyên ngành uy tín nhất của Bộ Ngoại giao Ai Cập để gửi đến các đại sứ quán, cơ quan và tổ chức quốc tế tại Ai Cập. Vừa trồng xong, người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí. Người là Hồ Chí Minh, hay tên gốc tiếng Anh là The Ballad of Ho Chi Minh, là một ca khúc được nhạc sĩ người Anh Ewan McCoy sáng tác nhằm bày tỏ tình cảm và sự kính trọng trước nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chương trình nghệ thuật, lời Bác dặn trước lúc đi xa nên kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của người. Ca khúc một lần nữa được vang lên dưới sự tham gia của những người bạn nước ngoài luôn yêu mến con người và đất nước Việt Nam. Daniel Jones, chàng trai trẻ sinh năm 1995, cũng là người trẻ nhất tham gia trình diễn bài hát tại chương trình này. Tiếp xúc với tiếng Việt từ năm 17 tuổi, Daniel đã miệt mài học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Dù tiếng Việt không phải là tiếng mẹ đẻ, nhưng chàng trai người Anh đã truyền tải được những tình cảm xúc động và kính trọng với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhân vật trong đoạn video vừa rồi là Daniel Jones, hay còn được bạn bè gọi thân thiết bằng tên tiếng Việt là Dan, một người Anh đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam đã được 3 năm. Xuất hiện tại chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề là Lời Bác dặn trước lúc đi xa diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vừa qua, Daniel Jones đã khiến cho khán giả không khỏi xúc động khi thể hiện ca khúc Người là Hồ Chí Minh. Trong bản tin tối hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay Daniel Jones để cùng chia sẻ tới quý vị câu chuyện thú vị về một chàng trai trẻ người Anh thông qua việc học tiếng Việt để có thể hiểu hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Trước hết, xin được cảm ơn Daniel đã đến với trường quay ngày hôm nay. Daniel này, mình có thể gọi bạn là Dan được không? À, có. Nhắc tới buổi biểu diễn tại Nhà hát lớn vừa qua thì chắc hẳn đó là một kỷ niệm khó quên với bạn đúng không ạ? Bạn có thể chia sẻ một chút về cảm xúc vào buổi tối ngày hôm đấy được không? Trước khi lên sân khấu thì mình thấy cũng khá là áp lực vì hai lý do. Một lý do là mình chưa quen ở trước nhiều khán giả như vậy. Và lý do thứ hai là mình biết bài hát này là đặc biệt như thế nào. Nhưng sau khi lên sân khấu thì lúc khán giả vỗ tay hát theo thì đàn mới thấy thoải mái và bình tĩnh hơn. Vậy thì bạn đã chuẩn bị như thế nào để có thể truyền tải một cách trọn vẹn nội dung cũng như là ý nghĩa tình cảm của bài hát tới khán giả? Trước khi luyện tập bài hát này,
Mình đã nhờ cô giáo dạy tiếng Việt của mình giúp mình hiểu thêm về Bác Hồ. Và đang thấy Bác Hồ là một người rất là tuyệt vời, đã hy sinh rất là nhiều cho đất nước và người dân Việt Nam. Và đang hiểu cảm giác của người Việt Nam là như thế nào về về Bác Hồ. Là người Việt Nam rất là kính trọng, yêu quý vì Bác Hồ là cha của dân tộc. Thì Đan cũng thấy rất là may mắn vì có thể hát về một bài hát về Bác Hồ. Đan này bạn đã bao nhiêu lần đón Quốc Khánh ở Việt Nam rồi? Thực ra năm nay là lần thứ ba. Nhưng năm nay là năm đầu tiên Đan nhận ra là mọi người có ăn mừng ngày Quốc Khánh này. Hai năm trước thì Đan chưa được biết nhiều về ngày này, thì Đan không biết nó đặc biệt như thế nào. Và người Việt Nam rất là cười trọng ngày Quốc Khánh. Đan thấy không khí ở Hà Nội cũng giống không khí ở Tết ạ. Khi mình đi ra ngoài thì mình có thể xem nhiều hoa trên đường, nhiều màu sắc, nhiều cái cơ. Họ sẽ trèo trên ngoài nhà của họ. Lúc mình đi ra ngoài thì mình cũng có thể xem nhiều hình ảnh của Bác Hồ. Thủ đô Hà Nội những ngày này rực rỡ trong sắc đỏ của cờ hoa. Với nhiều khách du lịch, lựa chọn đến thăm Hà Nội những ngày này là cách để họ cảm nhận sự yên bình, nhưng cũng lại rất náo nức, hân hoan trên từng con phố đón chào đại lễ của người Việt Nam. Chúng tôi đã đến đây vào thứ Năm tuần trước và có thể cảm nhận được đất nước các bạn đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày Quốc Khánh. Chúng tôi đã trò chuyện với nhiều người Việt Nam và thấy họ tự hào như thế nào về đất nước của mình. Họ tự hào và hạnh phúc vì được sống ở một đất nước thanh bình và tôi luôn nhìn thấy nụ cười trên môi họ. Với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ngày 2 tháng 9 là dịp để họ bày tỏ tình cảm với nơi được xem là quê hương thứ hai của mình. Đối với mình, Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Quê hương số 2. Cảm giác thì đúng là quê hương thứ hai. Quê hương thứ hai. Quê hương thứ hai của mình. Vâng, chúng ta vừa được theo dõi một số người nước ngoài chia sẻ về tình cảm với Việt Nam. Và tôi tin rằng Đan cũng là một người rất yêu Việt Nam, đúng không ạ? Chính xác ạ. Vâng, chính vì thế bạn mới có thể nói giỏi tiếng Việt đến như thế này. Nó cũng được ạ. Tình cảm bạn. Đan này, bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình học tiếng Việt của mình được không? Thực ra lần đầu tiên Đan mới học tiếng Việt thì Đan thấy điều khó nhất là để học dấu. Bởi vì tiếng Anh thì tiếng Anh không có dấu gì cả. Một điều khó nữa là từ vựng. Từ vựng của tiếng Việt rất là phong phú. Một từ cũng có thể có rất nhiều nghĩa. Từ lúc Đan mới học tiếng Việt đến hiện tại bây giờ, Đan luôn muốn biết thêm về tiếng Việt. Vì điều đó thì Đan có thể hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và đất nước Việt Nam. Đan thấy việc học tiếng Việt đã mang lại cho bạn những điều gì? Tiếng Việt cũng đã giúp mình đúng là hiểu thêm về Việt Nam. Nhưng nó cũng đã mang cho mình cơ hội để gặp nhiều bạn bè mới. Nếu họ không thể nói bằng tiếng Anh thì bây giờ Đan có thể nói họ bằng tiếng Việt. Và với công việc thì nó cũng giúp Đan rất là nhiều. Lúc Đan trẻ thì Đan luôn có một giấc mơ để làm diễn viên. Nhưng trong trường học thì Đan đang không có cơ hội đó. Thế lúc sang Việt Nam và tiếng Việt của Đan cũng đã giúp Đan theo giấc mơ của Đan và đam mê của Đan. Thì Đan rất là cảm ơn Việt Nam về điều đó. Xin được cảm ơn Đan vì những chia sẻ thú vị vừa rồi. Cảm ơn bạn ạ. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ còn gặp lại Đan trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay với một bất ngờ đặc biệt. Và bản tin xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhằm ứng phó với hai cơn áp thấp nhiệt đới cùng đang trên Biển Đông. Sapa tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc Khánh, trong đó đáng chú ý có lễ hội đua ngựa và pháo hoa. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với Tòa án Tối cao Texas. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn Tòa án Tối cao Texas tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là những kinh nghiệm trong xem xét những vấn đề áp dụng pháp luật đối với một số vụ án cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác xét xử của ngành tòa án. Tại Texas, ông Nguyễn Hòa Bình cũng đã có buổi làm việc với Tòa án Dân sự quận 126 tìm hiểu về mô hình tòa điều trị ma túy gia đình. Thông qua sự giám sát chặt chẽ của tòa án và việc kết hợp với các biện pháp khuyến khích và trừng phạt, nhiều đối tượng nghiện ma túy đã cai nghiện thành công, tiếp tục chăm sóc gia đình.
Nhân dịp này, ông Nguyễn Hòa Bình cũng đã đến thăm mô hình điều trị nội trú và dịch vụ chăm sóc liên tục đối với người phạm tội liên quan đến lạm dụng chất gây nghiện. Sáng ngày 2 tháng 9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp để ứng phó với diễn biến phức tạp của hai cơn áp thấp nhiệt đới cùng đang tồn tại trên Biển Đông. Ban Chỉ đạo nhấn mạnh hai cơn áp thấp nhiệt đới này sẽ gây ra mưa dông, gió mạnh trên một phạm vi rộng, cả ở trên biển và trên đất liền. Do vậy, các địa phương ven biển cần kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn neo đậu căn cứ tình hình cụ thể để quyết định cấm biển. Trên đất liền ở các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn từ nay đến ngày 6 tháng 9, khả năng ngập úng 19.000 ha lúa đang ở trong giai đoạn chín, chủ yếu tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các địa phương cần tập trung thu hoạch các diện tích lúa, cây trồng đã đến kỳ thu hoạch, chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất, kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, kiểm tra rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn. Còn tại thành phố Hà Tĩnh, trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 đã có mưa to đến rất to, gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường nội thành. Một số tuyến đường bị ngập sâu tới 0,5 mét, nước tràn hẳn vào nhà dân, các phương tiện giao thông di chuyển gặp nhiều khó khăn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do nằm trong vùng bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, nên tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tính từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 9 dự báo từ 110 đến 150mm. Mặc dù chưa có lệnh cấm biển, thế nhưng ngư dân Hà Tĩnh vẫn chủ động đưa tàu thuyền vào bờ để tránh trú an toàn. Hòa chung không khí chào mừng ngày Quốc khánh trên cả nước tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn. Hàng vạn du khách đã đổ về địa điểm du lịch nổi tiếng này để cùng hòa mình vào không khí đón Tết độc lập với người dân địa phương và trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng Tây Bắc. Trong hai ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9, những màn pháo hoa tầm thấp đã được trình diễn. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng rất đông du khách và người dân địa phương đã đổ về khu trung tâm thị trấn Sapa. Đến với Sapa dịp này, du khách sẽ không thể bỏ qua lễ hội ẩm thực Tây Bắc để thưởng thức những món ăn dân tộc, hay hòa mình vào không khí của phiên chợ vùng cao, đám cưới người dao đỏ, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Vũ điệu trên mây được trình diễn mỗi tối. Tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa đậm chất Tây Bắc, vừa quen vừa lạ. Mặc dù thời tiết có mưa nhưng mà mình cũng xuống dưới này để xem bắn pháo hoa và các màn trình diễn nghệ thuật và thực sự là mãn nhãn. Mình là ở miền Nam và lần đầu tiên được tới với mảnh đất Lào Cai và Sapa. Thì ban đầu mình xem những điệu múa rất là xúc động rồi và rất là thích. Mà khi mà xem pháo hoa thì cái cảm xúc rất là tự hào về cái ngày Tết độc lập của dân tộc mình. Thời điểm này, những thửa ruộng bậc thang ở thung lũng Mường Hoa cũng đang vào vụ lúa chính, trải vàng trên khắp các nẻo đường. Giải đua vó ngựa trên mây với sự tranh tài của những nài ngựa xuất sắc nhất cũng là điểm nhấn độc đáo với du khách. Nhân dịp này, cáp treo lên đỉnh Phan Xipang sẽ được vận hành từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày, đem đến cho du khách cơ hội được chiêm ngưỡng đỉnh Phan Xipang và cảnh sắc Sapa lung linh trong đêm. Và trong phần cuối của bản tin, như đã hứa với quý vị ngay từ đầu, đó là một món quà đặc biệt đến từ Daniel Jones với phần thể hiện ca khúc Tôi yêu Việt Nam. Và ca khúc Tôi yêu Việt Nam cũng sẽ khép lại bản tin tối ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn, từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam, những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ. Từ trái tim xin một lời tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam. Hãy trao nhau giấc mơ em đến trên đường đi tới tương lai, và hãy trao nhau khúc hát yêu đời, nụ cười chan chứa trên môi, một niềm tin và khát khao, một ngày mai
thật sáng tươi. Cùng hát vang lên bài ca. Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam.